Mấy người đó chưa có bị trừ tiền gì hết. Em bị trừ hết còn có 200. Cái đầu tiên thì không 200 tiền. Cái thứ hai bị chia 2. Cái thứ ba bị trừ 100. Của em hai lần chia đôi. Thì còn 250 à. Còn, chị kêu còn á. Chứ mình mới giải quyết cho bình minh hòa bình được thôi, là mình sẽ sợ đúng thôi. Đúng, tiêu diệt ông Trấn Thành đi, cha già đó chơi không giữ lời hứa đâu. Hồi nãy kêu là anh sẽ nhẹ nhàng với em, đè anh vô vách quýnh anh xéo háng luôn. Má ơi, kêu là anh chỉ một tay đấu với em thôi, vô quất bẻ tay em đau quá. Bây giờ Phát dĩ nhiên ban này sẽ không thể làm hại Phát rồi, nhưng mà quan trọng là bây giờ mình làm cách nào để mình dụ ông Trấn Thành vô bãi rộng để mình giết ông trước. Bãi rộng hả? Không được đâu. Ở đây toàn nhỏ 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 gì không mà, chơi nói chuyện giao lưu thôi. Ông không giao lưu đâu. Mệt quá hả? Tôi đau tay ghê luôn á. Tức quá luôn. Có nghĩa là trong thời gian vô tình gặp Trấn Thành thì hãy đi kiếm tiền. Chia nhau nha. Chia nhau ra nha. Chia nhau nha. Em kiếm đây rồi, em kiếm hoài không thấy, mệt quá. Bây giờ mấy cái đó mấy anh chị cũng đâu có xài được đâu. Ở đâu vậy? Chỉ có tụi em mới xài được thôi, mấy anh chị giấu rồi. Bây giờ vậy nha. Là sao vậy? Anh sẽ lau ra. Thí mạnh cùi trước. Nếu thôi mà... vậy đem thí cho. Em ổng đá ông nhận luôn á. Nhưng mà có nghĩa là em chạy ra ổng còn lại ổng giật em thì mọi người giật ổng vô ông tiếp. Em ổng giật tụi anh trước. Tại em yếu nhất. Nhưng mà hồi nãy là ổng đỡ ổng đè đó. Mọi người mình tính 5 người. Lo gì vậy? Ủa mình sợ gì mình nhào vô cái ổng. Bây giờ tôi chỉ nghĩ là nhưng mà khi mà mình 5 người nhào vô ổng thấy né, ổng chạy. Đúng, nên chỉ một mình em ra cho. Chứ bây giờ em cũng chẳng làm gì được mấy anh đâu. Em cũng không xé được đâu. Có xé tới cuối em cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà mình phải tính là đi thiên như thế nào cho nên Ngọc. Nếu mà Ngọc còn lại cuối cùng thì anh Ngọc, Ngọc, Ngọc. Nếu mà còn lại cuối cùng thì 10 thì cũng được tiền với người đó, lỡ đâu thắng sao. Đúng. Vậy thì mấy anh đi giết ổng đi, em đi trốn. Bây giờ vậy đi. Không, bây giờ vậy nè. 4 người nam mình sẽ ra chơi với nhau hết. Vừa Ngọc lại. Người nào cuối cùng sẽ bỏ người với Ngọc. Không, em vẫn muốn ra xong chiến. Em phải trả thù mối thù bẻ cái tay của em này. Bây giờ mới chạy rồi đúng không? Chứ xíu ra gãy luôn cái tay ha. Bây giờ vậy nè. Bẻ lòi tay đi. Cái chân tay anh, ngón tay bị chật rồi không bẻ được. Em sẽ với Huy. Còn chui với lại gì? Phát. Phát với đi với Ngọc. Có nghĩa là mình đi mình thôi từng từng. Còn không có từng đi nào. Chung nữa. Mình đi này mình không có xé ra nhau thôi, như được mình đi chung. Đúng rồi. Tại sai à? Chứ tặng tặng sai sai đi luôn. Chạy lại. Không ổng chạy liền. Đi chung mà đi chung đôi á, đi chung đôi. Chung đôi thôi, để có gì mình còn đỡ được, mình còn né được. Chứ mình bàn rồi bà lúc sáng. Mình giảm xuống. Nãy giờ mình tiện. Wow. Nhân 2 hả? Nhân 2, 500 ngàn thôi.